dạ bề mặt nó vẫn mụn đen ở đây, gọi đó là thành đen tóc. Và nó cái gì, một hôm nó đi chơi nó gặp một cô bé, người tỏa ra mùi hương thơm như xoài nên người ta gọi cô bé đó là xoài. Cô biết thành chuyện cô tích luôn á. Sau đó hai người yêu nhau thắm thiết được một thời gian thì cô xài về quê ở với ba mẹ và đặt người khác đẹp trai hơn nhưng học ngu nên là đã yêu siêu chàng ấy. Nói chung là nó biết một lèo luôn, đã lỏng cười lắm kêu bóp bóp tay rồi kêu tôi là biết lại con mang xuống cho mẹ nha, cái thì ra luôn tưởng tượng ghê chứ. Okay.